Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Tân Sửu Nam Mạng sinh năm 1961 trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Về con đường công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc, sức khỏe sẽ như thế nào, tháng nào thì phát tài và cần phải lưu ý những điều gì để luôn được bình an và may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng, đúng không ạ? Thì năm 2023, những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là 63 tuổi, đúng không ạ? Người này là thuộc gì? Thuộc âm nam nhá, và cũng ngũ hành là Bích Thượng Thổ. Thì chúng ta xét về đầu tiên về cái âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Thì trong lá số ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 tháng cuối năm âm lịch của những người tuổi Tân Sửu, đúng không ạ? Từ tháng 6 đến tháng 12, xem tháng nào tốt, tháng nào xấu, tháng nào có tài lộc và tháng nào thì cần phải lưu ý về vấn đề sức khỏe, cũng như là về vấn đề là công danh, sự nghiệp và gia đạo. Đó. Đầu tiên chúng ta cùng xét về tổng quan vận trình năm. Thì chúng ta có năm Tân Sửu, đúng không ạ? Chúng ta có Sửu này, Sửu là Thổ, Mão là Mộc, đúng không? Mộc Thổ là tương khắc. Vậy nên là về tổng quan vận trình năm của quý vị là nói chung là cũng không được tốt, bị năm nó khắc. Vậy nên là nó có nhiều chuyện khó khăn và rất dễ xảy ra trong chuyện là tranh chấp, đúng không ạ? Trong công việc. Bên cạnh đó thì hay bị sai sót trong chuyện tiền nong, hoặc thậm chí là trong thời gian này thì những người tuổi Tân Sửu này, Tân Sửu Nam Mạng rất dễ bị đổ oan. Vậy nên là quý vị cần phải hết sức bình tĩnh để mọi việc nó được hanh thông và may mắn. Bên cạnh đó chúng ta có gì? Có năm Tân Sửu là thiên can là Tân, đúng không ạ? Gặp năm Quý Mão thiên can Quý. Quý gặp Tân thì nó là thực thần. Nó là thực thần. Đó. Thì gặp thực thần nó nói lên rằng trong cái năm 2023 năm Quý Mão ấy, thì về tổng quan thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 đấy thì được nâng đỡ, được mọi người giúp đỡ, làm công việc, những người mà làm tự do, những người mà đang buôn bán ấy, trong thời gian này thì rất có lộc về chuyện buôn bán này đấy. Thì bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái vận may nó đến một cách bất ngờ với những người mà chăm chỉ làm ăn đó. Những cái sự cố gắng của những người tuổi Tân Sửu năm 2023 năm Quý Mão thì cũng được đánh giá khá cao và có cơ hội làm ăn lớn, cũng như là có cơ hội mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Như vậy là gì? Về tổng quan vận trình của năm ấy, thì cũng khá là tốt, đúng không ạ? Bên cạnh đó, nhưng mà lại gặp cục diện là gì? Sửu và Mão là ngũ hành nó bị xung khắc. Vậy nên là để hóa giải cái hạn xung khắc của thái tuế của năm ấy, thì những người tuổi Tân Sửu 1961 cũng cần phải sử dụng một cái kim bài thái tuế để hóa giải, đúng không ạ? Đây là cái kim bài thái tuế, đúng không ạ? Mặt trước là có in hình lưu niên thái tuế của năm và mặt sau thì có in hình phủ thái tuế để hóa giải cái hạn thái tuế của năm nó bị xung khắc, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét về năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Tân Sửu 63 tuổi, đúng không ạ, thì gặp hạn sao Mộc Đức, đúng không ạ, và bên cạnh đó là gặp hạn Huỳnh Tuyền, đó là cái không tốt. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị không bị phạm Kim Lâu, không bị phạm Hoang Ốc, không bị phạm Tam Tai, nhưng bị phạm Hoang Ốc, Hoang Ốc là tam địa sát, đó thì nó cũng không được tốt. Về vận trình năm này thì để hóa giải cái hạn Huỳnh Tuyền này, hạn Huỳnh Tuyền của năm ấy, thì quý vị nên sử dụng một cái linh phù giải hạn nhé, một cái linh phù giải hạn. Đây là cái linh phù giải hạn, nó hóa giải bách hạn, đúng không ạ? Cái phù này phù bách họa, nó hóa giải những cái vận hạn của những người tuổi Sửu trong năm 2023 năm Quý Mão, đặc biệt cái hạn sao Mộc Đức và cái hạn Huỳnh Tuyền. Đây là cái hạn lớn mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm, đúng không ạ? Cái hạn sao Mộc Đức thì nó xấu vào cái thời điểm, đúng không ạ? Nó xấu vào cái tháng 12. Đấy, vậy nên cái tháng 12 này quý vị hết sức phải lưu ý nhé. Đó, rồi. Đó là tổng quan vận hạn của những người tuổi Tân Sửu Nam Mạng trong cái năm 2023 năm Quý Mão. Bây giờ chúng ta cùng xét về vận hạn chi tiết của từng tháng, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng. Tháng đầu tiên là tháng 6 âm lịch. Đấy. Tháng 6 âm lịch nó là tháng Kỷ Mùi. Tháng Kỷ Mùi chúng ta có Sửu Mùi là tương xung, đúng không ạ? Sửu Mùi là tương xung. Thì gặp cái cục diện Sửu Mùi tương xung, vậy nên là cái cục diện tương xung ấy nó khiến cho người tuổi Tân Sửu năm 2023, đặc biệt là cái tháng 6 này, phải đối mặt với nhiều cái chuyện buồn và cái chuyện tình cảm. Đấy. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, vợ chồng thì lục đục và đôi khi không kiểm soát được cái cảm xúc, nên là hay làm cho đối phương, làm cho bạn đời của mình bị tổn thương. Đấy. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Tân Sửu ấy cần phải hết sức nhẹ nhàng bình tĩnh. Chuyện gì nóng giận thì cũng phải gì kìm hãm lại,
đừng có mà làm quá lên đấy, kiểu mà gì gia đình nó lại xảy ra cái chuyện tan vỡ. Để hóa giải cái hạn của năm này, cái hạn xung khắc của năm này, thì quý vị cũng cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xỉu. Cái vòng này sử dụng ba con linh vật tam hợp là Tị, Dậu và Xỉu để hóa giải cái vận trình xung khắc của tuổi, đúng không ạ? Thì khi mà được quý nhân tam hợp thì những xung khắc sẽ không còn và quý vị sẽ hoàn toàn được êm ấm và hạnh phúc. Đó. Cái vòng này cũng đã được khai quang chỉ chú và sẽ được xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm mà sử dụng nhé. Đấy, thì quý vị có thể tham khảo cái vòng tam hợp quý nhân để giúp cho vận trình của cả năm nó được hanh thông thuận lợi và may mắn. Và quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 nha. Tôi để trên màn hình nhé. Quý vị lưu ý số điện thoại này này, liên hệ vào đây để được tư vấn kỹ hơn về cái vòng tam hợp quý nhân. Đó. Tiếp theo chúng ta xét này, chúng ta có Tân Kim gặp Kỷ Thổ đó. Thổ Kim tương sinh, tức là Kỷ Thổ sinh cho Tân Kim thì nó là gì? Nó là thiên ấn. Đấy. Như vậy là gì? Trong cái thời gian này, trong tháng 6 âm lịch ấy, thì những người tuổi Tân Sửu 1961 ấy thì được thiên ấn nó trợ lực, nên là những người làm quản lý, những người làm quan chức ấy thì sẽ gặp nhiều cái thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Cái thời điểm này mà những bác nào mà đang muốn tăng lương thăng chức thì cũng nên đề xuất luôn. Đó. Để được gì? Để được may mắn và hanh thông và dễ được chấp nhận trong thời gian này. Đó. Bên cạnh đó là những người tuổi Tân Sửu 1961 ấy, là những người làm gì cũng khôn ngoan, cũng nhạy bén. Chỉ cần quý vị thêm một chút khéo léo thôi là mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Đó. Tiếp theo là gì? Chúng ta có cái địa chi này, tháng Kỷ Mùi, đúng không ạ? Thì Mùi nó sẽ ẩn tàng ba thiên can là Kỷ, Ất và Đinh, đúng không ạ? Khi mà Tân mà gặp Kỷ thì nó là thiên ấn, thì có hai ấn này, vậy nên là trong thời gian này thì nếu mà các bác học hỏi thì cũng rất là tốt. Đấy, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và cái cơ hội thăng quan tiến chức nó cũng sẽ được nhiều hơn. Đã. Tiếp đến là gì? Tân gặp Ất thì nó là gì? Nó là thiên tài. Đấy, trong thời gian này thì những người tuổi Tân Sửu 1961 ấy thì dễ có lộc nhá. Mặc dù là bị xung khắc ấy nhưng mà dễ có lộc. Vì sao? Vì là gặp vận thiên tài này lại lâm vào được đất đế vượng nữa. Vậy nên là cái này thì gần như là chắc chắn là có. Thế thì cái tài lộc này nó đến từ cái khoản, ví dụ như là các bác làm tốt công việc này, làm tốt công việc. Vậy nên là sẽ được gì? Cấp trên thưởng nóng chẳng hạn, hoặc là được bạn bè đồng nghiệp thưởng, đúng không? Được thưởng nóng, hoặc là gì? Được con cái mang làm ăn có lộc, làm ăn được thì cũng mang tiền về báo hiếu bố mẹ vào trong tháng 6 này. Đó. Ở trong thời gian này thì đấy, nó lại có cái hỷ thần, nó hỷ thần lưu niên, hỷ thần nó đáo đến. Vậy nên là càng nó báo hiệu càng nhiều cái tin vui với những người tuổi Tân Sửu 1961. Đấy. Bên cạnh đó là có cái thất sát này. Cái thất sát nó lâm vào. Vậy nên là gì? Tân gặp Đinh nó là thất sát mà. Vậy nên cái thất sát này nó cũng sẽ báo hiệu là trong cái năm 2023, đặc biệt là tháng 6 âm lịch, nó sẽ xảy ra những chuyện là khẩu thiệt thị phi xung sát, đúng không? Khẩu thiệt thị phi xung sát. Vậy nên là có những cái đấu tranh, có những cái tiểu nhân, các bác cần phải lưu ý. Và để hóa giải cái hạn tiểu nhân này thì các bác nên dùng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xỉu để hóa giải nhé. Luôn đeo bên mình để được hóa giải, giúp cho vận trình của tháng nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó. Vòng này cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi. Các bác yên tâm khi sử dụng nhé. Như vậy tổng quan của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 vào tháng 6 âm lịch thì các bác chú ý đặc biệt là gì? Một là bị xung khắc thôi. Xung khắc, đúng không ạ? Xung khắc tức là gì? Tình cảm có vấn đề. Thì các bác nên sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Còn về công việc và về phần cái thu nhập thì vẫn ổn nhá, không có điều gì phải lo lắng cả. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng thứ hai, đó là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch nó là tháng Canh Thân. Tháng Canh Thân thì các bác mà Sửu gặp Thân ấy, Sửu Thổ gặp Thân Kim đúng không ạ? Chúng là sinh xuất, được quan hệ tương sinh. Như vậy là gì? Tình cảm trong cái tháng 7 được tốt lên này, tốt lên này. Đó, được tương sinh nên là tốt lên nhá. Dự báo là trong cái thời gian này thì cũng gì được là tình cảm thì là con đường tình duyên ấy thì được hanh thông êm đềm. Đấy, một phần là do thời gian các bác đã chịu lắng nghe nhiều hơn, thời gian này để các bác đã chịu khó lắng nghe đấy và biết thông cảm cho đối phương, biết thông cảm cho bạn đời của mình và cùng nhau vun vén cho gia đình hạnh phúc. Vậy nên là gì? Tình cảm nó sẽ cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó ta có Tân này, Tân Kim gặp Canh Kim, đúng không? Thì nó là kiếp tài. Đấy, nó gặp kiếp tài lâm vận. Khi mà bị kiếp tài lâm vận thì công việc nó cũng gì? Chật vật, nó bị bận rộn hơn. Đấy, và bên cạnh đó thì cũng có tiểu nhân nó ngáng đường, nó đeo bám. Vậy nên là các bác trong thời gian này cũng không nên quá nhiệt tình với người khác, kẻo bị gì, cái bị lợi dụng
đấy, và nảy sinh ra những cái nghi ngờ vì cái lợi ích vân vân đó. Hơn nữa lại có gì, tuy nhiên tử phù nó cũng gì, cũng báo hiệu về những điểm xấu về cái công danh tự sự nghiệp của các bác đấy. Chúng ta có tiếp theo là gì, trong cái tháng canh thân này này, cái tháng canh thân này thì thân nó ẩn tàng ba thiên can là canh, nhâm và mậu, đúng không ạ? Tân gặp canh thì nó là kiếp tài đấy, như vậy là gì, kiếp tài nó lâm vận và cả với thiên can năm lẫn là thiên can ẩn tàng, vậy nên nó cũng ẩn tàng nhiều cái mối nguy hại do là gặp vận tiểu nhân, đúng không ạ? Vậy nên các bác phải lưu ý hết sức đấy, sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 nhé, để được tư vấn kỹ hơn đó. Đấy, tiếp theo là gì, chúng ta có tân gặp nhâm thì nó là thương quan, đúng không ạ? Thương quan mà lâm vận thì các bác phải cẩn thận đấy, cẩn thận đấy, kẻo mất việc mất chức đấy. Hoặc là các bác mà đang đương trước ấy, thì rất dễ là bị kẻ tiểu nhân nó hãm hại. Tiếp theo là gì, tân gặp mậu thì nó là chính ấn. Gặp được chính ấn mà lâm vào đất lâm quan thì gì, nói lên một điều là trong cái thời gian này thì những người tuổi tân sửu ấy thì được những người khác thì trợ lực, nói chung là được quý nhân phù trợ, nhưng mà do thiên can ẩn tàng lại là ẩn tàng ở can thứ ba nên là nó cũng sẽ yếu đi, nó chỉ một phần nào đó thôi, nó giúp đỡ được cái phần cái vận trình nó được tốt hơn đấy. Trong tháng này thì các bác cũng cần phải để ý đến vấn đề sức khỏe này, vì có lưu niên bệnh phù nhá, lưu niên bệnh phù đã đến, vậy nên các bác cần phải sinh hoạt ăn uống một cách điều độ, để luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường cái thể trạng của mình, giúp cho cái cơ thể được khỏe mạnh hơn đó. Đó là về tháng 7. Thì cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn này này, tháng cô hồn để hóa giải những cái vận đen đeo bám ấy, thì các bác nên dùng cái vòng tam hợp quý nhân nhá. Đó. Đó, và chú ý này, thứ nhất là về tình cảm tốt đúng không ạ? Về công việc, đấy, công việc thì có tiểu nhân hãm hại nhiều vấn đề. Thứ hai là về sức khỏe. Sức khỏe thì có lưu niên bệnh phù đào đến, vậy nên cũng cần phải cẩn trọng. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 8. Tháng 8 lịch nó là tháng Tân Dậu, đúng không ạ? Tháng Tân Dậu thì Sửu gặp Dậu là được cục diện là gì? Là bán tam hợp. Đấy. Thì cục diện bán tam hợp này nó cũng một phần nào nó giúp đỡ, nó phù trợ cho những người tuổi Tân Sửu 1961 có nhiều cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đấy. Thì đối phương có thể là những người thân trong gia đình, có thể là bạn bè, có thể là đồng nghiệp, có thể là những người mà các bác đã quen từ trước. Đấy. Thì quý nhân giúp đỡ sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi và có nhiều cái cơ hội để phát triển, để hợp tác làm ăn vô cùng đáng quý. Vậy nên các bác hãy tận dụng cái thời gian này mà gì, tiếp cận quý nhân và nâng cao cái vận thế của mình. Một cái nữa là gì, chúng ta có tân gặp tân thì nó là gì, là tỷ kiên. Đấy. Thì gặp tỷ kiên chiếu mệnh thì các bác cũng phải hết sức cẩn thận với cấp dưới, với đồng nghiệp hoặc là với những người xung quanh ấy, thì không phải ai cũng thân thiện, không phải ai cũng hiền lành, đúng không ạ? Không phải là ai cũng là người mà đáng để cho các bác cũng phải tâm sự. Khi đi làm các bác nên lựa lời mà nói, kẻo mà gì lại ảnh hưởng đến cái công việc sau này. Đấy. Vậy nên là gì, các bác cũng hết sức cẩn thận nhé. Bên cạnh đó thì trong tháng 8 lịch ấy, thì chúng ta có địa chi Dậu, Dậu thì ẩn tàng thiên can tân, đúng không ạ? Nó vẫn là gì, vẫn là tỷ kiên. Vậy nên là gì, tháng này tỷ kiếp trùng trùng, nó rất là nguy hiểm cho cái vận trình của các bác. Đấy. Có quý nhân đấy, nhưng mà gì, khẩu thiệt thị phi nó cũng rất là nhiều. Vậy nên để tăng cường cái vận quý nhân trong tháng này thì các bác cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải cái vận hạn của mình nhé. Bên cạnh đó là gì, đeo trên cổ một cái linh phù giải hạn nữa để hóa giải triệt để những cái hạn xấu do sao mục đức hoặc là hạn hình tuyển nó mang lại. Đó. Cái tháng này nữa này, một cái là tỷ kiên lâm vận đúng, và có tiểu nhân âm hại. Tiếp theo là gặp lưu niên đại hao và thái tuế thì nó sẽ gặp nhiều cái điều bất lợi đúng, về mất mát về tiền bạc. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Sửu thì cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch nó là tháng Nhâm Tuất, đúng không ạ? Thì chúng ta có Sửu gặp Tuất thì nó là bình hòa, đúng không ạ? Hai hình Sửu thổ, hai hình thổ vượng thì các bác cũng cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe, đúng không ạ? Còn về quan hệ tình cảm thì nó là bình hòa, nó ổn, không có gì phải lo lắng. Đấy. Chúng ta có tân mà gặp nhâm thì là thương quan, là thiên quan, đúng không ạ? Tân gặp nhâm là thương quan thì thương quan nó nói lên một điều là các bác cần phải cẩn trọng cho cái việc là công việc của mình. Đấy, làm gì thì cũng phải làm đến nơi đến chốn, tránh cái chuyện là làm cái gì cũng dở dang và bỏ dở giữa chừng thì không có chuyện thành công được. Đấy. Muốn thành công thì làm gì cũng phải có quyết tâm thì mới thành công được. Và các bác cũng nên bỏ cái tính là cả thèm chóng chán ngay vào luôn để có cuộc sống được tốt hơn. Trong tháng Nhâm Tuất thì chúng ta có Tuất ẩn tàng ba thiên can là Mậu, Đinh và Tân, đúng không ạ? Chúng ta có Tân mà gặp Mậu thì là chính ấn, chứng tỏ là gì? Trong thời gian này thì các bác
mặc dù là nó có thương quan âm vận đấy, nhưng mà gì, nó vẫn có chính ấn. Nó cũng nói lên một điều là các bác cũng có nhiều cái cơ hội để được tăng lương tăng sức, và cũng để có nhiều cơ hội để cấp trên xét duyệt đưa lên những vị trí mới. Tiếp theo là gì, Tân gặp Đinh thì nó là thất sát. Thất sát nó nói là một điều là nó gì, cái công việc dễ bị tiểu nhân đấu đá, đúng không ạ, và dễ có tiểu nhân tranh đấu, ghen ghét, đố kỵ, đúng không ạ. Đấy, Tân gặp Tân thì là tỷ kiên, đấy thì nó cũng không được tốt. Nó cũng là một cái mà nói chung là đi làm thì các bác hết sức cẩn thận, đồng nghiệp nói xấu sau lưng này, và bị chuyện thị phi khẩu thiệt nó lâm vào, đúng không ạ. Bên cạnh đó này, một cái nữa nó báo hiệu là gì, có lưu niên phục binh. Đấy, phục binh là những cái ẩn tàng, những kẻ xấu, tức là người ta gọi là ném đá dấu tay đấy, nó ảnh hưởng đến cái vận trình của các bác. Như vậy là gì, sức khỏe thì các bác cần phải lưu ý là một này, cái trong tháng này sức khỏe là một, thứ hai là về công việc sự nghiệp, đấy, công việc sự nghiệp là cái thứ hai. Cái trong cái tháng này thì không có một cái sao nào nó nói về cái tài lộc cả, đúng không ạ, và các bác cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Đó, tiếp đến chúng ta xét đến tháng 10 nó tháng Quý Hợi, đúng không ạ, tháng Quý Hợi thì chúng ta có Sửu thổ gặp Hợi thủy, thủy thổ là tương khắc, vậy nên là trong thời gian này thì vợ chồng có nhiều cái chuyện xung khắc với nhau, đấy, vợ chồng có nhiều cái chuyện xung khắc và gặp nhiều cái chuyện buồn trong cái chuyện tình cảm riêng tư của mình. Các bác thì cũng cần phải trong thời gian này cần phải xử sự một cách chân thành thì mới có thể đổi lấy cái trái tim của bạn đời của mình được. Đó, và nên cư xử một cách khéo léo nhá, tích cực tâm sự chia sẻ cùng bạn đời để cùng hóa giải những cái thị phi xung khắc. Bên cạnh đó thì chúng ta có này, Hợi thủy, đúng không ạ, Sửu thổ, thổ thủy là tương khắc này. Tiếp theo chúng ta có Thiên can Tân, đúng không ạ, Tân gặp Quý, tháng Quý Hợi mà, Tân gặp Quý thì nó là thực thần. Đấy, thì trong tháng này mặc dù là vợ chồng xung khắc nhưng mà công việc thì nó lại bình hòa. Trong tháng này thì các bác lại có nhiều cái lộc ăn uống nhé, nhiều lộc ăn uống là một, thứ hai là lại có được nhiều, nhận được quả biếu xén rất là nhiều luôn. Đó, dẫn được quay biếu xén nhiều từ, có thể là từ đồng nghiệp, từ bạn bè hoặc từ cấp trên. Bên cạnh đó thì đôi khi là cũng từ con cái, nó làm ăn được, nó cũng biếu cho các bác. Đây, thì trong tháng này do có thực thần chiếu mệnh này. Đó, thì chúng ta có này, trong thời gian này này, chúng ta có Hợi thủy, đúng không ạ. Thiên can là địa chi Hợi ấy, thì nó ẩn tàng hai thiên can là Nhâm và Giáp. Thì chúng ta có Tân gặp Nhâm thì là gì, là thiên thương quan, là thương quan. Thì gặp thương quan thì cũng cẩn thận. Đấy, các bác trong thời gian này vẫn bị tiểu nhân này, tiểu nhân nó ám hại này. Đó, bên cạnh đó lại gặp được cái vận chính tài thì chứng tỏ là cái thu nhập của các bác ấy chủ yếu là đến từ cái công việc chính, công việc đang làm mà có tiền tài. Đó, trong cái thời gian này thì các bác đặc biệt lưu ý có lưu niên quan phù này và bạch hổ, đúng không ạ, nó đào đến. Vậy chi là như nó nói đầu tiên ấy, là Hợi gặp Sửu là gì, là cái chuyện xung khắc về mặt là gia đạo, đúng không ạ. Bên cạnh đó thì cái sức khỏe của trong thời gian này của các bác cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó, có lưu niên quan phù Đà La cùng bạch hổ. Bạch hổ nó chủ về cái những cái tai nạn, những cái thị phi, những cái chuyện tai nạn, những cái tai nạn nó xảy ra một cách bất ngờ, không kiểm soát được. Đó, nó chủ về cái họa huyết quan. Vị chi là các bác đi ra ngoài cũng cần phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là các bác đi tham gia giao thông cũng phải cẩn trọng nhá, và sử dụng cái vật sắc nhọn như dao kéo thì cũng phải hết sức lưu tâm, kẻo lại xảy ra chuyện là xây xước hoặc là tai nạn không đáng có, vân vân, lại phải tốn tiền để chi trả cho cái việc chữa bệnh. Đó, thì với vận trình tổng quan của những người tuổi Tân Sửu 1961 Nam Mạng trong cái tháng 10 âm lịch ấy, thì chú ý về phần sức khỏe, thứ hai là gì, vợ chồng xung khắc. Đấy, vậy nên là trong cái tháng 10 âm lịch ấy, thì các bác để hóa giải cái chuyện vợ chồng xung khắc thì các bác cũng phải sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Đó, để chiêu cái khí tam hợp giúp hòa hợp gia đình, hòa hợp vợ chồng, từ đó thì công việc mới được hanh thông thuận lợi. Khi mà vợ chồng hòa thuận thì mới có tâm trí để đi làm ăn, đúng không ạ, mới có tâm trí để đi quan hệ, mới đi có tâm trí để đi kiếm tiền. Vậy nên là các bác cần phải hóa giải cái chuyện xung khắc trước, nó là điều cực kỳ quan trọng. Đó, các bác có thể liên hệ với số điện thoại 0989349119 nhá, để thỉnh cái vật phẩm này. Đó, vật phẩm đã được khai quang trì chú và sẽ được xem ngày sử dụng theo tuổi của các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Tiếp đến chúng ta cùng xét đến tháng 11. Tháng 11 là tháng Giáp Tý, đúng không ạ, chúng ta có Tân Sửu này, Tý gặp Sửu. Tý gặp Sửu thì là gì, là Tý Thủy gặp Sửu Thổ. Thì cái ba tháng này này các bác cũng phải hết sức chú ý vấn đề về khẩu thiệt thị phi, đúng không ạ.
tức là về tình cảm vợ chồng này, tình cảm là phải chú ý này. Thứ hai là về sức khỏe. Đó. Nhưng mà cái tháng này được may mắn hơn cái tháng Quý Hợi ấy, là gì? Chúng ta có cục diện là Tý và Sửu là nhị hợp. Tý và Sửu nhị hợp. Vậy nên cái cục diện nhị hợp ấy nó cũng phần nào nó giúp đỡ, nó nâng đỡ, giúp cho công việc của bản mệnh có những cái bước tiến rõ rệt. Và trong thời gian này thì các bác cũng là những người nhạy bén và biết cách làm ăn, vun vén cái sự nghiệp của mình. Những người mà làm ăn xa nhà thì tuy bước đầu hơi vất vả nhưng mà cũng đừng quá lo lắng. Thì về cái tháng này thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và công việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Công việc hanh thông thuận lợi nó thể hiện ở chỗ là gì? Đây này, chúng ta có Tân gặp Giáp thì nó là chính tài đúng không ạ? Chứng tỏ là thu nhập của các bác trong thời gian này chủ yếu được đến từ công việc chính. Thứ hai là gì? Chúng ta có Tý đúng không ạ? Tý thì ẩn tàng thiên can là Quý. Đấy. Mà Tân gặp Quý thì là thực thần. Như vậy là trong tháng này ấy, thì cái công việc của các bác là thu nhập chính đúng không ạ? Và cũng sẽ được tiến triển một cách thuận lợi và hanh thông. Đấy. Thì cái chính tài nó nói lên là cái công việc của bản mệnh ấy thì được giúp đỡ, cái sự nghiệp thì hanh thông vận thuận lợi nên là gặp nhiều cái may mắn. Đấy. Bên cạnh đó là những người tuổi Tân Sửu này lại thường là những người làm ăn chăm chỉ đó. Chăm chỉ và thật thà, không thích làm ăn gian dối nên lại được lòng của cấp trên. Vậy nên là trong thời gian này ấy, thì sẽ được gì, sẽ có lộc ăn uống này, thực thần đây này. Đấy, lộc ăn uống là một. Thứ hai là gì, được lộc từ mọi người mang tới cho. Đó, nhất là có khả năng con cái cũng sẽ gì biếu xén, hoặc là các cháu nó về biếu xén cho những cái món quà. Đấy, giúp cho các bác để, tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng là cái niềm vui, là niềm động viên cho các bác. Đấy, được nói chung là sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống và sẽ có niềm tự hào hơn về con cháu, về cái bản thân mình nữa. Bên cạnh đó là gì, lại trong cái tháng này thì những người Tân Sửu ấy lại có gì, đây trong tháng 11 nhá, thì là có gì, có lưu niên lộc tồn này, lại lưu niên phúc đức này, lại có thiên đức nữa, toàn những sao tốt đấy. Bên cạnh đó lại có cả bác sĩ nữa. Vậy chi là gì, cái vấn đề sức khỏe của các bác này đấy, thì nếu mà những người có bệnh ấy thì có lưu niên bác sĩ thì đáo đến, đâm ra là gì, cũng sớm được chữa trị khỏi. Hơn nữa là gì, có bác sĩ thì cái những người mà không bệnh ấy thì cái cơ hội, cái khả năng cao ấy thì sẽ là gì? Có sức khỏe rất là tốt đó. Đó là tháng 11. Như vậy là tháng 11 là cái tháng cực kỳ may mắn với những người tuổi Tân Sửu đúng không ạ? Vì là gì? Thứ nhất là vừa có lộc. Thứ hai là gì? Công việc làm ăn thì vẫn được phát tài phát lộc. Đó. Vậy nên để tăng cường cái vận quý nhân của mình trong tháng này thì các bác cũng nên sử dụng một cái vòng tam hợp Tị Dậu Sửu nhá, để trợ mệnh hộ thân, giúp cho vận trình nó được thuận lợi và hanh thông hơn. Tiếp theo chúng ta xét về tháng cuối cùng là tháng 12. Tháng 12 đó là tháng Ất Sửu. Đấy. Thì chúng ta có Sửu gặp Sửu là bình hòa này. Đúng không? Là tình cảm quan hệ vợ chồng trong thời gian này thì cũng đã được bình hòa hơn cái tháng 11. Đó. Thứ hai là gì, Sửu gặp Sửu là nó là, tức là hai hành thổ nó quá vượng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người tuổi Tân Sửu. Vậy nên là trong thời gian này các bác chú ý vấn đề sức khỏe của mình nhé. Đây là cái tháng 11 thì là sức khỏe ok rồi, nhưng sang tháng 12 thì nó lại có gì, có nhiều cái dấu hiệu về cái vấn đề sức khỏe. Đó. Thứ hai là gì, chúng ta có Tân gặp Ất thì nó là gì? Nó là thiên tài. Chứng tỏ nói rồi, trong cái thời gian này ấy, thì thời gian trước các bác làm công việc tốt đây này. Cái tháng 11 này, công việc được chính tài, tức là làm tốt công việc đúng không ạ? Thì đến tháng 12, nó có thiên tài. Thì vừa có tiền từ cái thu nhập chính, lại vừa được thưởng nóng. Đúng không ạ? Được thưởng nóng, được thưởng do là các bác đã làm tốt công việc của mình. Nên là gì? Có tiền, tài. Hơn nữa, đây nó cũng là một cái tháng cuối năm. Vậy nên là các bác sẽ được nhận một khoản tiền thưởng Tết nữa. Như vậy là gì? Trong thời gian này các bác càng cố gắng nỗ lực thì gì, cái tiền của các bác sẽ càng nhiều lên. Cái thiên tài nó là một cái tài vận từ trên trời rơi xuống, nó đến một cách bất ngờ và cái số lượng này cũng không biết là bao nhiêu cả. Đấy, thì có thể là từ công việc của các bác được làm ra, cũng có thể là gì, con cái cuối năm về đấy, biếu xén thêm tiền cho các bác để các bác lấy tiền sắm Tết đó. Ở trong thời gian này thì chúng ta có gì, đấy, có lưu niên điếu khách này. Như vậy là gì, trong thời gian này có nhiều tiền đấy, nhưng mà cũng có điếu khách, chứng tỏ là gì, nó mất mát tiền bạc cho chuyện bên ngoài, cho chuyện sắp xếp, có thể là các bác sắm tết gây ra những cái chuyện là thất thoát tiền bạc. Hoặc là trong tháng trước ấy, đây này, trong tháng 11 này có thực thần này, chứng tỏ là các bác được mời đi ăn nhiều, thì đôi khi các bác cũng phải gì, có đi có lại cho toại lòng nhau chẳng hạn, thì cũng mời người ta đi ăn để gì, để tăng cường cái mối quan hệ, thì cũng có thể là gây ra chuyện mất mát tiền bạc. Đó, thì trong cái tháng 12 ấy, là tháng Ất Sửu, chúng ta có địa chi Sửu nhá. Sửu thì ẩn tàng ba thiên can là Kỷ, Tân và Quý đúng không ạ? Như vậy là gì?
Chúng ta có tân mà gặp kỷ thì nó là thiên ấn. Thiên ấn cũng nói lên một điều là trong thời gian này ấy, thì các bác sẽ được lợi về cái con đường, về thuận lợi về con đường công danh sự nghiệp, và trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ, và làm việc gì thì cũng dễ dàng, được thuận lợi hơn đó. Tiếp theo là tân gặp tân, đúng không ạ? Tân gặp tân thì là tỷ kiên, thì vẫn có tiểu nhân đấy. Khi các bác mà có nhiều tiền ấy, thì tất nhiên là sẽ có kẻ nó nhòm ngó, vậy chi là có tiểu nhân, vậy chi là trong tháng này các bác cũng phải đề phòng tiểu nhân nhá. Bên cạnh đó là gì, lại gặp thiên căn quý nữa, đúng không ạ? Quý mà gặp tân thì nó là gì, nó là thực thần, lại có lộc ăn uống. Cuối năm thì tất nhiên là không tránh khỏi những cuộc liên hoan nhậu nhẹt, hoặc là gì, những cuộc sum họp cùng gia đình đấy, nhất là dịp 23 hoặc là gần đến Tết ấy. Vậy nên trong thời gian này thì các bác cần phải giữ gìn sức khỏe nhá, do là gì, hai hành thổ nó quá vượng, vậy nên là sức khỏe sẽ có vấn đề đấy. Các bác ăn uống phải cẩn thận, kiêng khem, đề phòng những thức ăn cay nóng, nhất là dịp cuối năm rồi thì cũng nên là nhẹ nhàng hơn đó. Phải giữ gìn sức khỏe để đón năm mới được thịnh vượng và an lành đó. Thì vẫn còn cái hạn tiểu nhân trong cái tháng 12 này, thì để đón năm mới một cách thuận lợi và may mắn và xóa bỏ đi những cái khẩu thiệt thị phi, thì các bác nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để trợ vận hộ thân, giúp cho vận trình của năm nó được thuận lợi và may mắn đó. Đó là toàn bộ về cái lá số tử vi của những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng trong cái năm 2023, năm quý mão về 6 tháng cuối năm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.